chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Chiều nay thứ bảy ngày 17 tháng 12, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ, lễ dân hương kỷ niệm 155 năm trận công đồn Tây Dương. Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới, trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh hôm qua 16 tháng 12 bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phạm văn trạnh trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh long an năm 2016 chủ trì hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm cuộc diễn tập diễn ra vào ngày cuối tháng 10 chiều qua đến dự có phó tham mưu trưởng quân khu 7 đại tá nguyễn văn nam chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn cần phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn thanh cang Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Giang Trạnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, biểu dương sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Song song với những kết quả đạt được, ông đề nghị cấp quỹ chính quyền tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ở các năm tiếp theo tạo nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương. Trước đó, trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 2016, diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tỉnh Long An diễn ra đúng kế hoạch thời gian. Các tình huống được kết cấu phù hợp, sát chế tình hình thực tế ở địa phương. Trong đó có các nội dung mới như thiết quân luật, quy động lực lượng, phương tiện thực binh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ diễn tập được khai thác tốt, phát huy hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng diễn tập. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 35 cá nhân có thành tích tốt trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Long An năm 2016. Hội đồng nhân dân quyền Mộc Hóa vừa tổ chức kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân quyền khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Quỹ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang tham dự. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ những hạn chế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, như định hướng của ngành nông nghiệp trong phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, hoạt động của một số hợp tác xã chưa thực sự hiệu quả, vấn đề an toàn thực phẩm, tình trạng xây dựng lớn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trước đó, báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2016, kinh tế huyện Mộc Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, sản lượng lúa thu hoạch trên 260.000 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch. Các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách bảo đảm tiến độ, giải ngân theo quy định, nến dựt văn hóa xã hội đạt và dược các chỉ tiêu đề ra. Kỳ họp đã thông qua 9 dự thảo nghị quyết như nghị quyết về quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân quyền toàn nhiệm kỳ, nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2017, nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và các nghị quyết quan trọng khác. Quyền quỹ Binh Lức cũng vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 khóa 11 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được tham dự hội nghị. Thực hiện nghị quyết huyện ủy trong năm qua, kinh tế huyện Bình Lức tiếp tục phát triển với tổng giá trị sản xuất tăng 19% so với năm 2015, trong đó lĩnh vực sản xuất thương mại dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 ngành với trên 22%. Trên sản xuất nông nghiệp giảm 3,8% so với năm 2015 do ảnh hưởng hạn mặn, Bên cạnh phát triển kinh tế, các chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội cũng được tập trung thực hiện, lãnh đạo quán triệt và thực hiện tốt việc khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả quyền Bến Lức đạt được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đề nghị thời gian tới, quyền ủy Bến Lức cần chú trọng nâng cao vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo điều hành, xem xét chặt chẽ về quy hoạch dùng phát triển kinh tế, tiếp nhận đầu tư công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường để mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tài huyện Đức Hòa, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An trang trọng tổ chức để trao tặng danh hiệu dinh dự nhà nước ba mẹ Việt Nam Anh Hùng cho hai bà mẹ ở ba huyện Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức. Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Phạm văn Cảnh đến dự. Trong 102 mẹ nói trên, Quyền Đức Hòa có 50 mẹ, Quyền Đức Huệ có 37 mẹ, và Quyền Bên Lức có 15 mẹ, được nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý bà Mẹ việt Nam Anh Hùng tri ân những cống hiến lớn lao và hy sinh thầm lặng của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh khẳng định, việc phong tặng truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ là niềm tự hào của thương dân, gia đình các mẹ mà còn là niềm tự hào của quê hương Long An đã có những người mẹ anh hùng hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tính đến nay, huyện nước Hòa có 973 mẹ Việt Nam anh hùng được vinh danh, trong đó có 42 mẹ còn sống. Không riêng quyền nước hòa mà tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh đều được các đoàn thể và nhân dân dành tình cảm, quan tâm phụng dưỡng các mẹ đến cuối đời. Đoàn cán bộ chiến sĩ công an quyền Cần Chuột do Trung tá Trương Nhật Minh, Phó trưởng công an quyền Cần Chuột làm trưởng đoàn, đến xã Đông Thạnh thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Sẩm, 96 tuổi, có chồng và con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Công an quyện Cần Duộc là đơn vị nhận lãnh phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Sẩm từ năm 2014 đến nay đây cũng là việc làm thiết thực là dịp để cán bộ chiến sĩ công an quyện thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn góp phần chăm sóc các gia đình chính sách người có công cách mạng trên địa bàn quyện. Tại tượng đài nghệ sĩ Cần Duộc sáng nay Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Long An phối hợp Sở văn hóa thể thao và du lịch cùng Ủy ban Nhân dân quyền Cần Duộc tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 155 năm trận công đồn Tây Dương. Đây là trận đánh để lại trong lòng nhân dân cả nước, lòng cảm phục, khí phách oai hùng chống giặc ngoài xâm của nghĩa sĩ và nhân dân cần Duộc trong buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Ôm lại ý nghĩa lịch sử của những ngày tháng oanh liệt trong trận công đồn Tây Dương, Bí thư quyền quỹ Cần Duộc Nguyễn Văn Thiệp bày tỏ lòng tự hào về quê hương Cần Duộc. Tại đây, đêm 16 tháng 12 năm 1861, những nghĩa binh nông dân đã tập kích đồn Tây Dương, tiêu diệt nhiều binh lính và tên tri huyện tai sai thực dân Pháp. Trong trận này, nhiều nghệ sĩ đã anh dũng hy sinh, cảm kích trước tinh thần quả cảm của những người dân ấp dân lân trong trận đánh này. Bằng ngòi bút và tâm hồn trung nghĩa, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã viết bài giang tế nghệ sĩ Cần Dù để truy điệu các nghệ sĩ đã anh dũng hy sinh nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước của thế hệ cha anh, tỉnh Long An đã cho xây dựng tượng đài nghệ sĩ Cần dù, không chỉ đáp ứng tâm nguyện tôn vinh các bậc anh hùng, những nông dân nghệ sĩ mà còn là chứng nhân chỉnh cửu cho muôn đời con cháu tự hào noi theo. Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc với ban chấp hành đảng ủy hai xã biên giới Mỹ Bình và Bình Quả Hưng. Bí thư huyện ủy Đức Huệ Phạm Văn Tuấn yêu cầu ban chấp hành đảng ủy hai xã Mỹ Bình, Bình Quả Hưng phải có sự tập trung, chỉ đạo quyết liệt hơn để từng bước khắc phục khó khăn, giật dậy tiềm năng phát triển của từng địa phương. Phát huy vai trò trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí và năng động trong toàn đảng bộ. Trong công tác đối ngoại với xã bạn Campuchia phải thiết thực mang tính chất sẻ chia cùng phát triển cần phát huy vai trò nồng cốt của các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu cũng như xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới, dân dân. riêng công tác chống buôn lậu, ban chỉ đạo 389 xã phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tập trung và mang tính lâu dài để đảm bảo phòng chống đạt hiệu quả. Đặc biệt, xã Bình Hòa Hưng là nơi tọa lạc của khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An, nên địa phương cần có sự quan tâm định hướng người dân phát triển các dịch vụ du lịch trên địa bàn, vừa góp phần cải thiện đời sống nhân dân, vừa giới thiệu quảng bá nông sản, đặc sản địa phương đến du khách. Đối với các kiến nghị đề xuất của xã, quyền sẽ xem xét cân đối ngân sách để kịp thời đầu tư, trang bị, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị đầy đủ cho công tác hoạt động của địa phương trong thời gian tới trong hai ngày 15-16 tháng 12 năm 2016, Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 33 ủy viên, bầu ban thường vụ Hội chữ thập đỏ tỉnh và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Văn Kim tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm, nam chủ tịch danh dự Quốc hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được, nâng cao vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần chăm lo no đời sống cho người nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trước đó, báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tổ chức thăm tàn quà cho trên 310.000 lượt người, tổng kinh phí hơn 88 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi năm, hội còn phối hợp với Đài Phát Thanh và truyền hình Long An thực hiện khoảng 50 chương trình vượt qua hiểm nghèo, nâng tổng số trường hợp bệnh tật được giúp đỡ trong cả nhiệm kỳ lên hơn 230 người, số tiền ủng hộ hơn 12 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên năm 2016. Hội nghị được duy trì trong nhiều năm qua nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, có 22 đề tài khoa học của các bác sĩ cử nhân và điều dưỡng của bệnh viện được nghiên cứu, tăng năm đề tài so với năm 2015. Điển hình là các đề tài nghiên cứu đặc điểm di sinh trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị của viêm màng não mũ ở trẻ em, tình hình dị tật tiêu hóa trên kết quả điều trị. Ngoài ra có hai báo cáo chuyên đề mang tính tổng quan của hai tiến sĩ Đồng Hương Long An đến từ các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay đa dạng trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn lâm sàng và cận lâm sàng. Đặc biệt, các đề tài là những ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, kiến thức mới cùng những kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm sóc, điều trị dựa trên mô hình bệnh tật và điều kiện của địa phương quyền Cần Đức long trọng tổ chức để kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và kỷ niệm ngày thành lập đơn vị C315 Bộ đội chủ lực quyền Cần Đức. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng lãnh đạo huyện Cần Đức dự buổi họp mặt Đơn vị C-315 huyện Cần Đức được thành lập vào ngày 17 tháng 1 năm 1961 tại ấp 4 xã Long Cang. C-315 là lực lượng nồng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Bối đầu thành lập đơn vị chỉ có 17 cán bộ chiến sĩ với vũ khí hết sức thô sơ nhưng với sự chỉ đạo của quyền quỹ và sự kiên cường bám trụ lấy vũ khí của địch để trang bị cho mình đơn vị từng bước phát triển thành nhiều trung đội chức năng với hơn 200 chiến sĩ với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh đơn vị đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc nhiều trận đánh của đơn vị đã đi vào lịch sử địa phương các những đóng góp trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang và nhân dân Cần nước cùng 15 trên 17 xã thị trấn và khai cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhờ tích cực để mạnh công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nên đến, đến nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn quyền Bánh Lức đã giảm còn 6,58%, giảm gần 0,2% so với cùng kỳ năm 2015. Nhìn chung, thông qua các phong trào vận động như nồi cháo dinh dưỡng, ly sữa hộp gà đã tạo sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành và đoàn thể, nhất là hội phụ nữ, đã góp phần cùng với gia đình có sự chăm sóc đặc biệt đối với trẻ em suy dinh dưỡng. Để thực hiện tốt chương trình Mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng, ngành y tế còn phối hợp với hội phụ nữ tổ chức chiều đợt hướng dẫn cộng đồng, cung cấp những kiến thức cơ bản cho các bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ, ăn dặm, phòng chống bệnh cho trẻ em và chăm sóc khi trẻ bị bệnh, Tổ chức giám sát cân trẻ dưới 2 tuổi hàng tháng và trẻ dưới 5 tuổi hai đợt trong năm. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin trong nước và thế giới. Lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ quy động tối đa quân số, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm. Ngày 16 tháng 12, Cục Cảnh sát Giao thông và Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cùng nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức triển khai ra quân cho chiến dịch đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong dịp Tết sắp tới lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ quy động tối đa quân số phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm. Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên trà soát phát hiện những điểm có nguy cơ ủng tắc điểm đen tai nạn giao thông bố trí lực lượng bảo đảm kịp thời xử lý các tình huống. Trên các tuyến đường thủy đảm bảo an toàn giao thông phối hợp với việc chủ động phòng ngừa phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm. Cục cảnh sát giao thông tăng cường thiết bị đặc biệt là xuồng cao tốc nhằm trấn áp các loại tội phạm hình sự hoạt động trên sông. Quốc hội Đức đã bật đèn xanh cho dự luật về phân chia trách nhiệm xử lý chất thải hạt nhân, một câu quan trọng trong bức tranh tổng thể về năng lượng hạt nhân. Theo dự luật, từ năm 2017, bốn công ty năng lượng lớn nhất của Đức là Vattenfall, EON, AWE và NBW sẽ phải đóng góp vào một quỹ nhà nước trị giá 23 tỷ euro. Đổi lại, nhà nước sẽ chịu trách nhiệm quản lý chất thải hạt nhân. Bốn công ty năng lượng vẫn phải có trách nhiệm tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân của Đức. Theo kế hoạch đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2022, tuy thống nhất được về kinh phí và trách nhiệm quản lý chất thải hạt nhân, nhưng đến nay, nhà chức trách Đức vẫn chưa tìm được nơi xử lý để tích trữ cố định chất thải hạt nhân, trong khi việc tìm kiếm một địa điểm như vậy có thể phải mất nhiều thập kỷ với chi phí xây dựng và vận hành rất lớn. Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các cửa hàng bán rượu bia trên các đường cao tốc của nước này bắt đầu vào tháng 4 2017. Theo đó, chính phủ sẽ ngừng cấp phép mới cũng như ngừng gia hạn giấy phép cũ cho các cửa hàng bán đồ uống có cồn sau ngày 31 tháng 3 2017. Toàn bộ các biển quảng cáo bia rượu cũng sẽ bị dỡ bỏ trên các đường cao tốc. Các cửa hàng bán những đồ uống này phải nằm cách xa đường cao tốc ít nhất nửa cây số. Thống kê cho thấy, 5% trong số các vụ tai nạn giao thông chết người ở Ấn Độ là do các tài xế xoay rượu hoặc sử dụng chất kích thích. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.